Từ ồn ào Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, minh bạch việc từ thiện là điều cốt yếu. Sau vụ ồn ào làm từ thiện của loạt nghệ sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên thời gian qua, công chúng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch rõ ràng trong chuyện quyên góp từ Mạnh Thường Quân. Lại nóng chuyện quyên góp từ thiện. Chuyện quyên góp từ thiện của nghệ sĩ từng gây xôn xao cộng đồng mạng cách đây vài tháng, nhất là sau sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân số tiền từ thiện lên đến 15,2 tỷ đồng theo nghệ sĩ công bố sau đó. Tuy nhiên, vào những ngày qua, chuyện quyên góp từ thiện lại tiếp tục nóng trở lại khi một doanh nhân gọi tên nhiều cái tên hot trong giới giải trí từng quyên góp từ thiện như Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Nguyên nhân vì người này đặt ra nhiều hoài nghi về số tiền nghệ sĩ quyên góp được có thực sự minh bạch, có được trao đến tận tay người dân. Sự việc này bắt đầu từ việc nữ doanh nhân này tuyên bố giữ sao kê 96 tỷ đồng từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng và yêu cầu anh phải làm rõ chuyện này. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng phản bác và nói rằng sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Nhưng lời giải thích, chân tình của nam ca sĩ chưa thuyết phục được công chúng mà ngược lại, có hàng loạt người vào trang cá nhân của nam nghệ sĩ yêu cầu anh phải minh bạch chuyện từ thiện. Cùng với Đàm Vĩnh Hưng, cộng đồng mạng tiếp tục đặt ra nghi vấn với Trấn Thành, Thủy Tiên, nhất là sau khi hai ngôi sao này cũng quyên góp số tiền từ thiện không nhỏ, nhưng chưa có động thái công khai chi tiết số tiền từ thiện đến công chúng. Trấn Thành quyên góp hơn 8 tỷ đồng, Thủy Tiên quyên góp hơn 177 tỷ đồng. Nói một cách công bằng, tiền quyên góp từ thiện là trách nhiệm đè nặng lên vai người nghệ sĩ, đặc biệt với số tiền từ thiện từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng. Chính vì thế, nghệ sĩ phải giải ngân và chi khoản tiền này đúng cách, công tâm, vì nếu sơ suất sẽ dễ gây ra tranh cãi. Điển hình là chuyện Đàm Vĩnh Hưng cũng từng khiến khán giả không hài lòng khi quyên góp số tiền ủng hộ miền Trung lũ lụt, sau lại mang đi xây chùa. Từ sự việc của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên hay Trấn Thành, chúng ta nhìn nhận một cách công tâm rằng việc quyên góp từ thiện là một nghĩa cử cao đẹp, cần được phát huy, đó cũng là truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau từ bao đời nay của người Việt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, các nghệ sĩ hiện nay quyên góp vẫn còn mang tính tự phát và cảm tính, xuất phát từ việc nhận thấy mình có trách nhiệm với người hâm mộ, với người dân khó khăn. Chính vì thế, đã xảy ra những hệ lụy không hay như sự việc công chúng hoài nghi vừa qua. Tại sao nghệ sĩ làm việc tốt nhưng công chúng lại phản ứng? Rõ ràng, nghệ sĩ Việt đang làm việc tốt, nhân văn. Tuy nhiên, công chúng thời gian qua phản ứng là không phải vô lý, bởi họ có quyền hoài nghi về tính minh bạch trong công tác từ thiện của nghệ sĩ. Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh, văn phòng luật sư ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho biết, việc đứng ra kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ là điều tốt, nhưng ở Nghị định 64 và 93 về quy định hoạt động từ thiện thì các cá nhân hoặc tổ chức quyên góp tiền từ thiện phải đề cao tính minh bạch và phối hợp với chính quyền địa phương để theo dõi, nắm bắt tình hình để cứu trợ những người khó khăn. Đây là việc làm cốt yếu mà nghệ sĩ cần phải nắm rõ để tránh những hệ lụy không đáng có xảy ra. Trong khi đó, dưới góc nhìn của một nhà làm văn hóa, tiến sĩ Tùng Lâm phân tích, nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng với công chúng, tiếng nói, lời kêu gọi của họ luôn có trọng lượng với các fan hâm mộ. Chính vì thế, khi quyên góp từ thiện, công chúng đều đặt ra niềm tin vào thần tượng của mình và mong những đồng tiền trao đến tay người khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình nghệ sĩ làm cầu nối trao đi những đồng tiền nhân văn đó, không tránh khỏi ồn ào, hoài nghi. Vậy nên, điều cốt yếu ở đây là ngay từ khâu ban đầu, nghệ sĩ cần phải rõ ràng, kê khai với công chúng các khoản thu chi, sử dụng vào mục đích gì, số tiền bao nhiêu để họ có được sự an tâm nhất định. Sau đó, phối hợp với chính quyền địa phương nơi trao từ thiện để hỗ trợ. Mọi việc làm đều phải công khai rõ ràng để công chúng theo dõi.